Và cái quỹ thứ tư đó chính là quỹ cho đi các anh chị ha. Quỹ cho đi, các anh chị được khuyên rằng là đối với cái quỹ cho đi là mình sẽ trích 5% để cho đi, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là mỗi anh chị á, mình sẽ có một cái phước đức, cái phước của các anh chị á, nó giống cái ly nước gì nè. Và nếu như mà các anh chị xài hết rồi, các anh chị uống hết rồi, các anh chị xài hết rồi là coi như nó hết cái phước đức của các anh chị. Thì các anh chị làm kinh doanh hay các anh chị đi kiếm tiền thì nó không có ra tiền nữa. Nên rằng là anh chị mới được khuyên rằng là mình phải có một cái quỹ cho đi. Mình sẽ trích ít nhất là 5% cho quỹ cho đi này. Và các anh chị biết rằng là cái sự thành công của các anh chị trong cuộc sống này không phải là một mình đúng không ạ? Mà có rất là nhiều cái nguồn lực giúp đỡ thì mình mới có được cái sự thành công như ngày hôm nay. Và không phải ai cũng may mắn như chúng ta được sinh ra một cái cơ thể lành lặn, thông minh, may mắn. Và các anh chị đang có một cơ thể lành lặn, thông minh, may mắn là các anh chị đang có một cái cơ hội để mà mình có thể xây dựng cái sự thành công về tài chính của mình rồi đúng không ạ? Đúng không? Và có nhiều người họ không có cái cơ hội này. Họ sinh ra không có được lành lặn, không có được may mắn ha các anh chị ha. Vì vậy nên là chúng ta có thể trích cái khoản tiền 5% để cho đi cho những cái mảnh đời chưa có được may mắn như chúng ta. Và sẵn tiện các anh chị sẽ làm cái đó là tạo thành cái phước đức cho các anh chị, để các anh chị tiếp tục nhận những cái quả ngọt. Và cái quỹ kế tiếp đó chính là quỹ Fly. Quỹ Fly các anh chị ha, quỹ thứ 5 là quỹ Fly. Quỹ Fly á là nói về cái quỹ quỹ ăn chơi. Có nghĩa là mình sẽ được khuyên, anh chị được khuyên là trích 10% cho cái quỹ ăn chơi này. Và các anh chị công nhận rằng là trong mỗi thân bản thân con người các anh chị ở đây á, mình sẽ có hai con người, một con người trách nhiệm và một con người ăn chơi. Và có một số anh chị nói rằng là tôi làm ra tiền còn không đủ tiêu, mình làm ra tiền không có đủ nhiều, mình phải để dành tích lũy cho tương lai, chứ nếu mà ăn chơi nữa là hết thì sao, phí lắm, nếu mà như vậy thì phí tiền lắm. Thì em phải nói với các anh chị rằng là bên trong các anh chị nó có hai con người, phần con phần người, phần trách nhiệm và con người ăn chơi. Thì việc của các anh chị là nếu như mà các anh chị cứ đi làm kiếm tiền, sau đó mình tích lũy tiền bạc, mình cứ chịu trách nhiệm bằng cách là lo cho gia đình, lo cho con cái, lo cho gia đình của mình, và anh chị không có chịu chăm sóc cho bản thân, thì cứ đi làm mà tích góp tiền bạc, đi làm mà tích góp tiền bạc, đi làm mà tích góp tiền bạc, đi làm rồi chắc chiêu, không dám ăn, không dám tiêu, không dám mua quần áo mặc, không dám mua đồ ăn ngon, không dám mua những cái bữa ăn lành mạnh, chăm sóc sức khỏe, không dám mua quần áo mặc, không dám mua bất cứ gì luôn. Lúc nào cũng nói rằng là không có tiền, tiết kiệm tiền, hả các anh chị? Thì cho đến một ngày á, cái con người ăn chơi, con người hưởng thụ bên trong người các anh chị á, nó cảm thấy bị áp lực các anh chị ha. Nó cảm thấy bị áp lực và nó cảm thấy bị gọi là bị chèn ép. Nó bức các anh chị. Một khi mà nó đã bức thì nó sẽ tiêu, nó sẽ khiến cho các anh chị tiêu xài quá lố và tiêu hết tất cả số tiền của các anh chị làm ra. Tiêu hết tất cả số tiền mà các anh chị tích lũy được. Và nó làm cho chất lượng cuộc sống của các anh chị không hề đi lên. Và nó khiến cho các anh chị đến một ngày nó hỏi rằng là ủa, kiếm tiền chi vậy? Rốt cuộc kiếm tiền chi vậy? Và cho đến một ngày anh chị thấy chịu nổi rồi thì sao ạ? Thì trường hợp thứ nhất là anh chị sẽ không muốn kiếm tiền nữa. Anh chị sẽ không muốn đi làm nữa. Mình càng ngày mình càng lười đi làm hơn. Tại vì mình không có biết đi làm gì đâu. Cứ đi làm được tích góp tiền bạc rồi kia thứ rồi đâu có làm gì cho bản thân đâu. Thì nó sẽ trường hợp thứ nhất là như vậy ha. Trường hợp thứ hai là nó sẽ khiến các anh chị tiêu xài quá lố và tiêu hết luôn cái số tiền mà các anh chị tích lũy được ha. Các anh chị rõ không ạ? Bao nhiêu số anh chị rõ ạ? Nên là lời khuyên cho các anh chị là vậy. Thà là mình quản lý nó còn hơn là để nó quản lý mình. Thà là mình quản lý nó đi còn hơn là mình quản lý mình, để cho nó quản lý mình. Nên là thà mỗi tháng các anh chị trích ra 10%, 5-10%, các anh chị quản lý nó, anh chị dắt nó đi luôn, còn hơn là để nó dắt mình đi nha anh chị. Các anh chị rõ không ạ? Dạ. Đó là quỹ số 5. Và cái quỹ số 6 là quỹ cuối cùng. Quỹ này thì nó hơi đặc biệt một chút xíu, đó chính là quỹ tự do tài chính. Hai các anh chị ha, quỹ tự do tài chính. Khi mà các anh chị nghe mà quỹ tự do tài chính là nghe thấy muốn tự do tài chính này đúng không? Dạ. Thì cái quỹ này á, nó có cái công dụng đúng y chang như cái tên của nó luôn. Nghĩa là cái số tiền mà các anh chị trả vào, tích lũy vào cái quỹ này nè, thì nó sẽ giúp cho các anh chị tự do tài chính sau này. Và người ta gọi, trong tư duy triệu phú á, thì người ta gọi cái thói quen mà bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính, người ta gọi đó chính là thói quen thịnh vượng. Nó là thói quen thịnh vượng, và hay còn gọi là gì, thói quen trả tiền cho mình trước.